Buddha giá. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Tham Ma trên Bao Thóc mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối. Hilton từ 7 giờ 30 đến 9 giờ. 30 sáng New York từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng, Cali từ 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng. Paris 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức và trân trọng tất cả đạo hữu. Đang chút xíu tôi gọi lại. Hôm nay thứ Sáu ngày 13 tháng 11 năm 2020, Phật lịch 2564, giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya 62, Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La. Maharahulowadasutta, phân đoạn 297 đến 300. Dịch giả do Hòa Thượng Minh Châu, phân đoạn chú thích Tỳ Kheo Giác Đẳng. Giáo sư Tỳ Kheo Giác Đẳng, chúng con mở đầu chương trình, trên tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp, lãnh lễ tam bảo, chúng con hành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh, từ bi đọc kinh lễ bái tam bảo, con kính nhân bích đến sư. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lĩnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lĩnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Con thành kính lãnh lễ ngài Tệ Siêu cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya 62, Kinh Giáo Giới La Hầu La. Maharahulowadasutta, phân đoạn 297 đến 300. Chúng con thành kính cung thỉnh ngài Tệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay và cảm ơn Hoa Nguyệt. Con kính dâng bích đến ngài. Anh Đa Môn Bồ Thầy, kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ chư Tịnh Văn đệ tử Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, bài kinh mà Đức Phật ngài dạy trên Sa Di Rahula ở tại Ambalatika, lúc đó Sa Di mới xuất gia được 7 tuổi. Và theo trong chú giải thì đến năm 18 tuổi, lúc đó tôn giả, lúc đó Sa Di Rahula
đã trưởng thành và có một cái thân hình đẹp trai, vì là con của bậc đạo sư. Và vào buổi sáng khi mình đi khất thực phía sau lưng của Đức Thế Tôn, Sanjirahula khởi lên một suy nghĩ và rất tự mãn về cái thân tướng của mình. Đọc được tư tưởng này, Đức Thế Tôn Ngài đã xoay lại. Ngài thuyết, Ngài dạy cho Rau Lá nghe về cái sự quan sát năm quẩn là vô ngã. Rồi Rau Lá trở về và bắt đầu ngồi thiền. Và thầy tế độ của Rau Lá là tôn giả Sariputta thấy người đệ tử học ngồi thiền nên ngày đến ngày dạy cho cái phương pháp niệm hơi thở. Và Rau Lá một buổi sáng mà học hai cái đề mục tu tập, Rau Lá không biết phải như thế nào. Thì chiều hôm đó Rau Lá đi đến đảnh lễ Đức Phật và trình bày cái sự việc đó. Thầy tế độ con dạy như vậy, trong khi buổi sáng Đức Thế Tôn dạy như thế kia, bây giờ con hành theo cái pháp đạo. Thì lúc đó Đức Thế Tôn Ngài không có trả lời cái câu hỏi Rau Lá, và Ngài đã nhắc có những cái pháp môn tu tập khác nhau và tùy cơ ứng biến để thực hành và đưa đến cái kết quả cũng giống nhau vậy. Ở trong bài kinh, trong bài đại kinh Rau, giáo giới Rau Lá, ở đây Đức Thế Tôn chúng ta nghe Đức Thế Tôn Ngài dạy tôn giả Rau Lá về những cái pháp môn tu tập rất bổ ích cho chúng ta bây giờ. Thì xin mời cô Nhật Quỳnh đọc cho chánh kinh, thưa quý vị. Vì hôm nay không biết vì lý do gì mà được biết là Đại Đức Pháp Tính không có vào room để thuyết giảng, mà do đó Thượng Tọa Giáo Đẳng sẽ điện khuyết. Rất là hoan hỷ, đến cái giờ chót thì thấy có Đại Đức Pháp Tính vào rung rồi. Bây giờ thì xin mời cô Nhật Quỳnh đọc cho chánh kinh, rồi sau đó sẽ cùng thỉnh Đại Đức Pháp Tính về ăn sư hôm nay sẽ thuyết giảng về kinh này. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, sa thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Từ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Và Nhật Quỳnh kính cảm ơn Hoa Nguyệt và Huệ Ngọc cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con xin được đọc phần chánh kinh 62 Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La
Mahārāhula-vādasutta. Trên bài kinh lấy theo nội dung những hướng thị Đức Phật dạy cho Sa-di Rahula, gọi là Đại Kinh, vì có một bài kinh khác cũng là sự giảng dạy của Đức Thế Tôn cho Rahula nhưng ngắn hơn, và cũng là trường hợp khá đặc biệt trong sự sắp xếp của Trung Bộ. Thông thường những bài kinh trùng tên nhưng do ngắn dài khác nhau được gọi là tiểu kinh, đại kinh, được sắp xếp cạnh nhau, nhưng tiểu kinh giáo huấn Rahula không tiếp theo đại kinh mà được đánh số 147. Theo sớ giải thì những lời Phật dạy trong bài này được nói cho Rahula năm vị này lên 18 tuổi. Trong một lần đi vào thành Savatthi khất thực buổi sáng cùng Đức Phật, Sa-di Rahula bây giờ vừa mới lớn khởi lên ý nghĩ tự hào về ngoại hình của mình vì là con của Đức Thế Tôn. Đọc được dòng tư tưởng đó, Đức Phật đã đứng lại để khuyên dạy. Sa-di Rahula cảm kích lời Phật dạy nên ngưng đi khất thực trở về tìm gốc cây để khai triển thiền quán. Tôn giả Sariputta tình cờ thấy đệ tử đang tọa thiền nên khuyến khích tu pháp niệm hơi thở, vì ngài không biết là Đức Phật đã dạy một phép quán khác. Chiều hôm đó, Rahula đến gặp Đức Phật để hỏi về sự tu tập, vì nhận được hai cách hướng dẫn khác nhau. Đức Thế Tôn không trả lời ngay bằng sự so sánh, mà Phật dạy có những cách quán niệm, điều cần thiết và lợi ích, cần thiết và lợi lạc. Cuối cùng Phật cũng dạy rõ về phép niệm hơi thở. 297. Một chút tự hào, một niềm cảm kích. Một buổi sáng, Sa-di Rahula vào thành khất thực cùng với Đức Phật khởi lên ý niệm chấp thủ về vẻ đẹp của thân tướng. Kinh văn như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn Sa-di-sa-quát-thi chê Tá-quá-ná tại tinh xá Anna-tha-kinh-đi-cá cấp cô độc. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Sa-quát-thi. Đại khất thực, Tôn giả Rahula vào buổi sáng cũng đắp y, cầm y bát đi sau lưng Thế Tôn. Rồi Thế Tôn sau khi đưa mắt ngó xung quanh bảo Tôn giả Rahula: Này Rahula, bất cứ sắc pháp nào, quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả sắc pháp phải được quan sát như thật với chánh trí tuệ. Cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là tự ngã của ta. Bạch Thế Tôn, có phải chỉ sắc mà thôi? Bạch Thiện Thệ, có phải chỉ sắc mà thôi? Cả sắc này Rahula, cả thọ này Rahula, cả tưởng này Rahula, cả hành này Rahula và cả thức này Rahula. Rồi trong giả Rahula tự nghĩ: Ai có thể hôm nay được Thế Tôn trực tiếp giảng dạy với bài giáo giới, còn có thể đi vào làng để khất thực? Rồi trong giả từ chỗ ngồi, rồi Tôn giả từ chỗ ấy đi trở lui về, ngồi xuống một gốc cây, kiết già, lưng thẳng, an trú niệm trước mặt. 298. Sự phân vân đối với hai lời hướng dẫn và câu trả lời. Chiều hôm đó, Rahula tìm đến Đức Phật để hỏi thêm về chánh niệm hơi thở theo lời khuyên của Ngài Sariputta. Kinh văn: Tôn giả Sariputta thấy Tôn giả Rahula đang ngồi dưới một gốc cây, kiết già, lưng thẳng, an trú, niệm trước mặt. Sau khi thấy vậy, Ngài nói với Tôn giả Rahula: Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập nhập tức sức niệm, niệm hơi thở vô, hơi thở ra. Này Rahula, tu tập niệm hơi thở vô, hơi thở ra, làm cho sung mãn, được lớn, được lợi ích lớn. Dạ con sai, con đọc lại. Được quả lớn, được lợi ích lớn. Rồi Tôn giả Rahula vào buổi chiều sau khi từ thiền định đứng dậy, đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.
Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Rahula bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, niệm hơi thở vô, hơi thở ra được tu tập như thế nào? Làm cho sung mãn pháp môn này như thế nào là để được quả lớn, được lợi ích lớn? Này Rahula, cái gì thuộc về nội thân, thuộc cá nhân, kiên cứng, thô phù, bị chấp thủ như tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành, cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng, bao tử. Màng ruột, bao tử, phân và bất cứ vật gì khác, nội thân, thuộc cá nhân, kiên cứng, thô phù, bị chấp thủ. Như vậy, này Rahula được gọi là nội địa giới. Những gì thuộc nội địa giới là những gì thuộc ngoại địa giới đều thuộc về đại giới. Những gì thuộc địa giới đều thuộc về địa giới. Địa giới ấy được quán sát như thật với chánh trí tuệ như sau: cái này không phải là của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là từ ngã của ta. Sau khi như thật quán sát địa giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yểm ly đối với địa giới, tâm từ bỏ địa giới. Và này Rahula, thế nào là thủy giới? Có một thủy giới, có ngoại thủy giới. Và này Rahula, thế nào là nội thủy giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ như mật, đàm, niêm dịch, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước ở khớp xương, nước tiểu và bất cứ vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ. Như vậy, này Rahula được gọi là thủy giới. Những gì thuộc nội thủy giới và những gì thuộc ngoại thủy giới đều thuộc về thủy giới. Thủy giới ấy được quan sát như thật với chánh trí tuệ như sau: cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải từ ngã của ta. Sau khi thật quan sát thủy giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh niệm ly đối với thủy giới, tâm từ bỏ thủy giới. Và này Rahula, thế nào là hỏa giới? Có nội hỏa giới, có ngoại hỏa giới. Và này Rahula, thế nào là nội hỏa giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc về cá nhân, thuộc lửa, thuộc đất, thuộc chất nóng, bị chấp thụ như cái gì khiến cho hâm nóng, khiến cho hủy hoại, khiến cho thiêu cháy? Cái gì khiến cho những vật được ăn, uống, nhai, nếm có thể khéo, tiêu hóa? Hay tất cả những vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất nóng, bị chấp thụ? Này Rahula, như vậy được gọi là nội hỏa giới. Những gì thuộc nội hỏa giới và những gì thuộc ngoại hỏa giới đều thuộc về hỏa giới. Hỏa giới ấy được quan sát như thật với chánh trí tuệ như sau: cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải tự ngã của ta. Sau khi như thật quan sát hỏa giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh niệm đi đối với hỏa giới, tâm từ bỏ hỏa giới. Và này Rahula, thế nào là phân giới? Có nội phân giới, có ngoại phân giới. Và này Rahula, thế nào là nội phân giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh động, bị chấp thụ như gió thổi lên, gió thổi xuống, gió thổi trong ruột, gió trong bụng dưới, gió thổi ngang, cát, đốt, cát khớp, hơi thở vô, hơi thở ra và bất cứ vật gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh động, bị chấp thụ? Này Rahula, như vậy được gọi là nội phân giới. Những gì thuộc nội phân giới là những gì thuộc ngoại phân giới đều thuộc về phân giới. Phân giới ấy được quan sát như thật với chánh trí tuệ như sau: cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải tự ngã của ta. Sau khi thật quan sát phân giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh niệm ly đối với phân giới, tâm từ bỏ phân giới. Và này Rahula, thế nào là hư không giới?
có nội hư không giới, có ngoại hư không giới. Và này Rahula, thế nào là nội hư không giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc hư không, thuộc hư không tánh, bị chấp thủ như lỗ tai, lỗ mũi, cửa miệng, do cái gì người ta nuốt, những gì được nhai, được uống, được ăn và được nếm. Và tại chỗ mà những gì được nhai, được uống, được ăn và được uống, được giữ lại. Và ngang chỗ mà những gì được nhai, được uống, được ăn và được tống xuất xuống phần dưới để ra ngoài. Và bất cứ vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc hư không tánh, bị chấp thủ, Rahula, như vậy được gọi là nội hư không giới. Những gì thuộc về nội thân, nội hư không giới, và những gì thuộc ngoại hư không giới, đều thuộc về hư không giới. Hư không giới ấy được quan sát như thật với chánh trí tuệ như sau: cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải tự ngã của ta. Sau khi như thật quan sát hư không giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh niệm đi đối với hư không giới, tâm từ bỏ hư không giới. Theo A Tỳ Đàm thì đất, nước, lửa, gió, chủng trong lúc hư không thuộc sắc y sinh. Hai trăm chín mươi chín, có nhiều cách quán chiếu về bản chất các pháp. Ngoài các ác năm đại chúng thuộc vật chất, đất, nước, lửa, theo bản tự nhiên thì Đức Phật còn giảng giải cách nhìn theo bản chất như nhiên của vật chất như một cách an định tâm ý, hạnh tu như đất. Kinh văn: này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như đất. Này Rahula, do sự tu tập như đất, các xúc khả ái, không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tồn tại. Này Rahula, ví như trên đất người ta quăng đồ tịnh, quăng đồ không tịnh, quăng phân uế, quăng nước tiểu, nhổ nước miếng, quăng mũ và quăng máu. Tuy vậy, đất không lo âu, không dao động, hay không nhàm chán. Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập như đất. Này Rahula, do sự tu tập như đất, các xúc khả ái, không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tồn tại, hành tu như nước. Kinh văn: này Rahula, hãy tu tập như nước. Này Rahula, do tu tập sự huân tu, tập như nước, các xúc khả ái, không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tồn tại. Này Rahula, ví như trong nước. Dạ, con thấy bàn tay của Đại Đức Tề Truy. Dạ, sư muốn đọc kinh hả sư? Con kính nhân bích đến sư ạ. Thầy sư rất mít ra, con xin phép đọc tiếp ạ. Cha đạo tràng còn nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cha Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Này Rahula, hãy tu tập như sự tu tập như nước. Này Rahula, do sự tu tập như nước, các xúc khả ái, không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tồn tại. Này Rahula, ví như trong nước, người ta rửa đồ tịnh, rửa đồ không tịnh, rửa sạch phân uế, rửa sạch nước tiểu, rửa sạch nước miếng, rửa sạch mũ, rửa sạch máu,
Tuy vậy, nước không lo âu, không dao động, không nhằm chán. Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như nước, các xúc khả ái, không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tồn tại. Hành tu như lửa. Kinh văn, này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như lửa. Này Rahula, do tu tập sự tu tập như lửa, các xúc khả ái, không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tồn tại. Này Rahula, ví như lửa đốt các đồ tịnh, đốt các đồ không tịnh, đốt phân huệ, đốt nước tiểu, đốt nước miếng, đốt mũ, đốt máu. Tuy vậy, lửa không lo âu, không dao động, không nhằm tán. Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như lửa, các xúc khả ái, không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tồn tại. Hành tu như gió. Kinh văn, này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như gió. Này Rahula, do tu tập sự tu tập như gió, các xúc khả ái, không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tồn tại. Này Rahula, như gió thổi các đồ tịnh, thổi các đồ không tịnh, thổi phân huế, thổi nước tiểu, thổi nước miếng, thổi mũ, thổi máu. Tuy vậy, gió không lo âu, không dao động, không nhàm chán. Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như gió, các xúc khả ái, không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tồn tại. Hành tu như hư không. Kinh văn, này Rahula, hãy tu tập như sự tu tập hư không. Này Rahula, do tu tập sự tu tập như hư không, các xúc khả ái, không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tồn tại. Này Rahula, quý như hư không, không bị trú tại chỗ, tại một chỗ nào. Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tu tập hư không. Này Rahula, do tu tập sự tu tập như hư không, các xúc khả ái, không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tồn tại. 300. Nên hiểu có nhiều cách, cái nhìn đối với sự thật, đối với sự vật, và cũng có nhiều pháp tu nên được biết. Đức Phật cũng dạy một hành giả cần huân tu tứ vô lượng tâm. Kinh văn, này Rahula, hãy tu tập như tu tập về lòng từ. Này Rahula, do tu tập sự tu tập về lòng từ, cái gì thuộc về sân tâm sẽ được trừ diệt. Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về lòng bi. Này Rahula, do tu tập về sự tu tập về lòng bi, cái gì thuộc về hải tâm sẽ được trừ diệt. Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về hỷ. Này Rahula, do tu tập sự tu tập về hỷ, cái gì thuộc về bất lạc sẽ được trừ diệt. Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về xả. Này Rahula, do tu tập sự tu tập về xả, cái gì thuộc về hận tâm sẽ được trừ diệt. Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về bất tịnh. Này Rahula, do tu tập sự tu tập về bất tịnh, cái gì thuộc về tham ái được trừ diệt. Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về vô thường. Này Rahula, do tu tập sự tu tập về vô thường, cái gì thuộc về ngã mạn được trừ diệt. Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về niệm hơi thở. Vô hơi thở ra. Này vô hơi thở ra. Và này Rahula, thế nào là tu tập niệm hơi thở, vô hơi thở ra, làm cho sung mãn nên được quả lớn, được lợi ích lớn. Và cuối cùng là câu trả lời chi tiết đối với câu hỏi của Rahula về cách niệm hơi thở. Ở đây, này Rahula, vị tỷ kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, và ngồi kiết già, lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt. Tỉnh giác, vị ấy thở vô, tỉnh giác, vị ấy thở ra. Hai thở vô dài, vị ấy biết tôi thở vô và dài. Hai thở ra dài, vị ấy biết tôi thở ra dài. Hai thở vô ngắn, vị ấy biết tôi thở vô ngắn. Hai thở ra ngắn, vị ấy biết tôi thở ra ngắn. Cảm giác hoặc toàn thân, tôi sẽ thở vô. Vị ấy tập cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra.
Vị ấy tập an tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô. Vị ấy tập an tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra. Vị ấy tập cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô. Vị ấy tập cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô. Vị ấy tập cảm giác tâm thành chitta sankhara, tôi sẽ thở vô. Vị ấy tập cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra. Vị ấy tập an tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô. Vị ấy tập an tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra. Vị ấy tập cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô. Vị ấy tập cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra. Vị ấy tập với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô. Vị ấy tập với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra. Vị ấy tập với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô. Vị ấy tập với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra. Vị ấy tập với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô. Vị ấy tập với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra. Vị ấy tập vô thường, tôi sẽ thở vô. Vị ấy tập quán vô thường, tôi sẽ thở ra. Vị ấy tập quán ly tham, tôi sẽ thở vô. Vị ấy tập quán ly tham, tôi sẽ thở ra. Vị ấy tập quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô. Vị ấy tập quán đoạn diệt, tôi sẽ thở ra. Vị ấy tập quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô. Vị ấy tập quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra. Vị ấy tập tu tập niệm hơi thở vô, hơi thở ra như vậy. Này Rahula, làm cho sung mãn như vậy, có quả lớn, có lợi ích lớn. Này Rahula, tu tập niệm hơi thở vô, hơi thở ra như vậy, làm cho sung mãn như vậy. Thời khi những hơi thở vô, hơi thở ra tối hậu chấm dứt, chứng đạt chánh tri, không phải không đạt, không phải không được giác tri. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, tôn giả Rahula hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Dịch giả Hòa Thượng Minh Châu. Phân đoạn chú thích Tỳ Kheo Giác Đẳng. Chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính nhân Minh Đến Sư. Kính đại lễ chư Tôn Đức Sư, đại lễ chư Tôn Đức, xin chào tất cả các vị. Thưa quý vị, trong bộ kinh có ba bài kinh được đặc biệt là Đức Phật này giảng trực tiếp cho Tôn giả Rahula. Ngày thứ tư chúng ta học bài giáo giới Rahula ở tại Apatthaka. Hôm nay chúng ta học bài kinh mang tên là Đại Kinh Giáo Giới Rahula. Khi mà chúng ta tìm một thời dài cho đến cuối cùng thì chúng ta sẽ có bài Tiểu Kinh Giáo Giới Rahula. Đây là một trường hợp rất là đặc biệt mà bài Đại Kinh và Tiểu Kinh nằm tương đối là xa rời với nhau. Bài kinh này, thưa quý vị, được Đức Phật giảng trong một cái duyên sự tương đối rất là đặc biệt. Duyên sự đó là có lẽ cũng ít có trường hợp mà Tôn giả Rahula đi khất thực riêng đối với Đức Phật. Đức Thế Tôn có những buổi sáng ngày đi vào làng khất thực với đại chúng tỳ kheo, có khi ngày đi với Tôn giả Ananda, và có khi thì ngày đi một mình. Ở trong trường hợp ngày hôm nay là ở trong sớ giải không có nói rõ là
tại sao mà ngày hôm đó Đức Thế Tôn đi khất thực lại có riêng Tôn giả Rahula La đi theo? Nhưng mà trong phần dẫn dọc từ Tòa Thế Siêu có đề cập được, năm đó là năm Tôn giả Rahula lên 18 tuổi, đồ bị sa di, nhưng mà ở trong thời kỳ mà thân tướng phát triển. Nói nôm na thì chúng ta gọi là trổ mã, tức là tuổi vừa lớn, tuổi cập kê. Và theo trong kinh ấy, thì Tôn giả Rahula thừa hưởng nhiều cái nét giống Đức Phật, kể cả chiều cao, kể cả nét mặt và một số cái đặc điểm rất là uy nghi, khả kính khác, mặc dù mới 18 tuổi thôi. Chứ vì tỳ kheo nói như vậy, và những người khác cũng, mà Rahula được nghe cũng đã được nói như vậy. Thì thưa quý vị, có lẽ là một trong những số lần hiếm hoi mà Sayyi Rahula đi theo sau Đức Phật. Đức Phật Ngài có một cái dáng cách đi rất là uy nghiêm. Từ cái dáng cách đó đã toát ra một vẻ cao quý, cao quý của một vị quân vương từ bỏ ngai vàng, cao quý của một vị pháp vương, sự cao quý của một vị chánh đẳng giác. Năm Rahula lên 7 tuổi đó, đã có một lần Rahula được mẹ là công nương Yayudala đó dẫn trên sân thượng để chỉ cho Rahula thấy hình ảnh của Đức Phật dẫn đầu chư tăng. Một đại chúng tỳ kheo rất đông đi khất thực trong thành Kapilavastu. Ấn tượng đầu tiên của Rahula về người cha ruột thịt của mình là Đức Phật. Tướng hảo rất là quang minh, rất là đẹp, nhưng mà lúc đó Rahula chỉ biết về Đức Phật. Nhưng mà khi ở cái tuổi 18 thì Rahula bắt đầu có một cái cảm nhận về cái bóc dáng của mình mà nhiều người khen là rất đẹp, tướng hảo rất là cao quý. Thật ra nếu quý vị nào sang bên Ấn Độ đó thì rất là dễ dàng để chúng ta nhận ra là trong xã hội Ấn Độ có những cái tương phản rất lớn, không phải chỉ giai cấp này hay giai cấp khác, hay là giai tầng này hay giai tầng khác, mà cái ngoại hình của những người Ấn Độ đó, có những người rất trắng, có những người rất là đen đuổi, có những người cao như là những người Aryan, có những người tương đối là nhỏ bé như là người David. Thì trong trường hợp của Đức Phật, Ngài là giống dân Aryan, da trắng, và Ngài có cái phước tướng rất là lớn mà được mô tả trong tướng kinh, và chúng ta nghe đó đây rất nhiều ở trong trường bộ kinh. Nên chỉ Rahula vào cái tuổi 18 là cái tuổi mà sự trưởng thành của cơ thể nó đã khiến người ta có một chút, không phải một chút mà có nhiều cái sự suy nghĩ về cái dáng cách của mình. Do vậy trong lần đi khất thực đó, mặc dù là đứng phía sau lưng Đức Phật, nhưng mà dõi mắt phía trước thì Rahula nhận ra rằng Đức Phật quả là có một tướng hảo rất là quang minh, dáng đi rất đẹp, rất tôn nghiêm. Và tiếp theo đó nữa là một ý tưởng mình là có được thừa hưởng những cái nét đẹp cao quý của Đức Phật và có một chút hạnh phúc, nếu không muốn nói là tự hào về cái dáng cách của mình. Thưa quý vị, ngay lúc đó Đức Thế Tôn mặc dù đi khất thực, nhưng mà với tâm tư của Ngài là tâm tư về chánh đẳng chánh giác, Ngài nhận ra được là
Sayyidhara ở phía sau đang khởi lên một trạng thái tâm mà trong kinh Phật gọi là mạng. Mạng ở đây là so sánh của nhân ngã bị thử, những người với ta v.v. và sự tự hào về ngoại hình của mình. Do đó Đức Phật Ngài đã dừng lại, Ngài không đi tới. Ngài dừng lại thôi. Rahula cũng dừng lại. Tại vì nếu mà quý vị nào mà để đi khất thực biết rằng một đoàn chỉ đang đi khất thực thì vị đi sau ngó chừng người đi trước. Và nếu người đi trước trước dừng lại thì mình cũng dừng lại. Mà Đức Phật Ngài đã nói từ phía trước nói vọng lại phía sau. Như chúng ta được đọc, được nghe trong bài kinh là Đức Phật Ngài khuyên Rahula nên nhìn vào sắc quẩn ở trong sự, trong giới tu hành hay là trong Phật học mà chúng ta dùng một chữ vốn bất hành thác, vì là sắc quẩn nó là một thuật ngữ, là một danh từ có tư cách bác học hay là kinh điển, nhưng mà ở trong ngôn ngữ của Ấn Độ và trong giới tu sĩ thì nghe nói tới Rupakantha, ai cũng hiểu là cái thân của mình, cái thân của mình hay là cái gì thuộc về vật chất đó. Thì Đức Phật khuyên là khi mà nhìn vào bất cứ sắc nào, dù trong đời quá khứ, hiện tại, vị lai, nội phần, ngoại phần, thô hay tế, liệt, hạ liệt, thù thẳng, gần hoặc xa, tất cả pháp đều nên được quan sát. Cái này chẳng phải là của ta, chẳng phải là ta, chẳng phải là tự ngã của ta. Chúng ta đã học rất là nhiều lần về quán tưởng các pháp ở trên ba phương diện này. Nhưng khi Đức Phật Ngài mở đầu câu đó thì đặc biệt Ngài nói chỉ đơn thuần là sắc quẩn, bởi vì lời nói đó của Đức Phật là một lời nói soi thấu tâm can của Sayyidhara. Khi Sayyidhara đang nghĩ về cái ngoại hình của mình, về cái thân tướng của mình, nhưng mà Sayyidhara thì lại là một người rất là hiếu học và học được rất là nhiều. Tự nhiên nghe Đức Phật Ngài chỉ dạy về quán tưởng về sắc quẩn thì Rahula cũng hơi thắc mắc, tại sao mà chỉ dạy về sắc quẩn thôi, nên hỏi Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, có phải là chỉ các sắc quán tưởng như vậy không? Thì Đức Phật Ngài dạy luôn là không phải chỉ sắc quẩn mà thọ quẩn, tưởng quẩn, hành thức quẩn đều cần quan sát như vậy. Điều này có nghĩa là đối với một người tu tập thì cái thân xác của mình, dù là sắc vóc, dù là sức mạnh, dù là tất cả những gì liên quan đến thân hay là sắc quẩn, đều nên quán là không phải là của ta, không phải là ta, không phải tự ngã của ta. Khi mà thấy là của ta đó thì thường là chúng ta sinh ra cái gọi là ái chấp. Khi mình thấy là ví dụ như ở trong cuộc sống này, mình để ý cái người, cái tính người là tính nặng về sở hữu, cái gì thuộc về của mình thì mình sinh ra ái chấp. Ví dụ như quý vị thấy một cái tượng Phật mà ở nhà của người ta không phải của mình, thì cái tâm mình nó chấp ít. Nhưng dù vậy tối là tượng Phật rất đẹp, nhưng mà của mình thì mình vẫn tự hào. Tại ra cái gọi là của ta, cái gì mà khi nó bị sở hữu thì nó là cái ái chấp. Và cái gọi là ta, mình đẹp, mình quý, mình cao hơn, thì cái thuộc về mạng chấp, cái liên mạng mà. Nhưng mà nghĩ là cái gì là tự ngã của ta. Tự ngã của ta là chúng ta chấp có một cái ngã, và cái ngã đó phải hằng hữu, phải thường tồn, cái đó gọi là kiến chấp. Thì dù là ái chấp, mạng chấp hay kiến chấp, nó đều là cái bị kẹt, nó đều là bị dính mắc. Và do vậy Đức Phật cái khuyên
là nên quán rằng sắc thân này hay là sắc quẩn không phải là của ta, không phải là ta và không phải là từ ngã của ta. Mà khi nói đến thọ quẩn thì cũng vậy, thọ quẩn là cảm giác hoặc khổ hoặc ưu hoặc hỷ hoặc lạc hoặc là xả. Mà cái khổ lạc ưu xả đó nó được chấp thủ, thí dụ như là mình ăn một món rất là ngon, cái dư vị, cái dư âm, cái dư hương còn lại trong lòng thì mình cảm thấy rằng rất là hãnh diện là ở trong đời mình đã được ăn một món ngon như vậy, ở trong đời mình đã có một lần đến dự một buổi tiệc quan trọng như vậy. Tất cả nói tới việc cảm giác, cái cảm giác mà được cao sang, cảm giác được hạnh phúc, cảm giác được quan trọng, vân vân, cái cảm giác thường thường khổ lạc ưu xả nó liên quan đến thọ quẩn. Rồi khi chúng ta nói đến tưởng quẩn, chúng ta nói đến cái kinh nghiệm, chúng ta nói đến sự giáo dục, chúng ta nói đến những gì chúng ta hấp thụ, thì những thứ đó đó nó cũng lại là một cái sở chấp của chúng ta. À, ví dụ như tôi nói tiếng Anh rất là giỏi, tôi đã từng sống hay từng thăm viếng một thành phố hoa lệ như là Paris hay là Sydney, hoặc giả là tôi đã từng có những cái kỷ niệm rất là đẹp của một cái đất nước tưởng quẩn. Hành quẩn tức là mình nói về những cái gì đó mà có thể cách là tạo tác cái chủ trương trong đời sống là thiện ác, đúng sai, phải quý hay dở. Tôi đã làm được chuyện đó, tôi đã đạt được một cái địa vị như vậy, cái danh vị như vậy, tôi đã làm đúng, tôi đã có sự lựa chọn đúng hơn với cái trục hành quẩn. Và sau cùng là thức quẩn, tức là cái biết của các giác quan như là thị giác, tỉnh giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, ý thức. Thì thưa quý vị, dù là sắc, dù là thọ, dù tưởng, dù hành thức, nó là những cái hiện tượng đắc đổi của cuộc sống, những hiện tượng đó nó kết với nhau là cuộc sống. Nhưng mà chúng ta thường có chấp thủ rằng đây là ta, ở đây là của ta, đây là ta, đây là tự ngã của ta. Tức là mình nhìn cuộc sống qua ái chấp, mạn chấp và kiến chấp. Thì thật ra cái câu đầu của Đức Phật, Ngài dạy về sắc ấy, thì Ngài nhấn mạnh rõ là đừng nghĩ rằng chỉ có cái chấp thủ với cái hiện đại, cái trước mắt, cái thô. Và thật ra cái sự chấp nó len lỏi với chúng ta nhiều thứ. Có thể chung quanh chúng ta có rất là nhiều thứ mình không có chấp nhiều, nhưng mà ở đâu đó có một cái chấp. Có một cái chấp. Con người thôi, thì có nhiều người họ hãnh diện về một quá khứ hoàng kim, một quá khứ mà nói theo Nguyễn Tuân là vang bóng một thời. Hiện tại thì họ không có chấp, nhưng mà họ chấp về một quá khứ, một dĩ vãng nào đó. Hoặc có người chấp ở tương lai, thấy tôi như vậy đó, chứ vì già tôi ngon lành lắm, tử vi nói hậu bệnh tốt lắm, chấp về tương lai. Hoặc giả là mình nói rằng trong cái thời hàng vi, thời tấm mẫn thì tay lắm chân bùn để làm nhà hàng người ta, chứ bây giờ thì mình cũng không là như ai, thí dụ như vậy. Cái sở chấp của chúng ta nó có nhiều cái dạng thức, nó có nhiều cái hình thái mà chúng ta không tưởng tượng. Bởi vì khi mà mình tu tập, cái sự quán tưởng phải là một sự quán sát toàn diện. Toàn diện ở đây là tất cả sắc, thọ, tưởng, hành thức nào, dù trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, thô thiển, phi tế, hạ liệt, thu thắng, gần hoặc xa, thì các sắc đó, các thọ đó, tưởng đó, hành đó, thức đó, sắc chỉ là sắc, thọ chỉ là thọ, tưởng chỉ là tưởng, hành chỉ là hành, thức là thức, hiện tượng chỉ là hiện tượng, nó có sanh, nó có diệt, và nó có đến, có đi, và không có cái gì để chấp rằng đây là của ta, đây là ta, đây tự ngã của ta. Thưa quý vị, đối với một người không hiểu Phật pháp thì mình chấp như vậy cũng không chết ai, quả thật bình thường quá mà.
Nó đâu có gì đâu phải thắc mắc về chuyện đó. Nhưng mà nếu chúng ta thấy được điểm này, cái nhìn nào khiến cho chúng ta bám chặt hơn vào ái chấp, cái nhìn nào khiến cho chúng ta tăng trưởng cái mạng chấp, cái hình nào khiến cho chúng ta bị kẹt hơn vào kiến chấp, thì chỉ đơn giản ba điều đó thôi được. Đó là cuộc sống chúng ta gọi là điên đảo. Ở trong kinh điện, chữ Hán có cái có cụm từ là điên đảo phụng tưởng. Điên đảo phụng tưởng. Bởi vì sao vậy? Dù là ái chấp, kiến chấp, mạng chấp, chấp đều là điên đảo phụng tưởng. Đó là một pháp quán. Nói một cái thẳng, một cái rõ hơn là quán về vô ngã đối với năm quận. Và Sayyarala Rahula đó là một người rất là ngoan. Hồi nhỏ cũng vậy, mới vào chùa 7 tuổi cũng vậy, và lên 18 tuổi cũng vậy, rất ngoan. Thứ hai chắc là có cái túc duyên đầy đủ. Nếu chúng ta đọc về kinh Bổn Sanh, câu chuyện truyền thân thì chúng ta biết rằng ở trong nhiều đời nhiều kiếp, Sayyarala đã là con của Đức Bồ Tát, đã tu dưỡng ba la mật rất là nhiều. Vì vậy, trong lúc mà đang khởi sanh cái tâm chấp thủ đối với ngoại hình mà được Đức Phật nhắc nhở như vậy, Sayyarala không buồn, không giận, vì mất cảm hứng hay là cảm thấy phiền là ô, sao cái chuyện đó mình mới nghĩ trong lòng mình đâu nói ra đâu mà bị rầy rồi. Nếu chúng ta là người tầm thường thì chúng ta nghĩ như vậy. Nhưng mà Sayyarala thì không nghĩ như vậy. Và thật ra cái đoạn kinh sơ đây dịch thì cũng là một cái văn phong của Hòa Thượng Minh Châu. Và cái văn phong này, cái văn phong này được nói đến trong cái cách gọi là expression, cách biểu đạt của người Ấn Độ rất là thường. Thí dụ như có một người gặp Đức Phật rồi trở về nói chuyện với một người khác, thì anh kia mới hỏi anh này là ồ, bạn gặp Đức Phật bạn thấy thế nào, như một câu phê bình. Thì người Ấn Độ đó họ có một cách biểu đạt rất là đặc biệt, họ nói tôi là ai, tôi là ai mà có tư cách để đánh giá Đức Phật. Tôi là ai, cái câu đó, tôi là ai đó và có tư cách đánh giá Đức Phật đó, là một cách biểu đạt rất là đặc biệt. Người Việt Nam của chúng ta thì không có cái không có cái cách nói đó nhiều. Và đôi khi với người Việt Nam thì cái cách nói đó nghe nó không có gì, nhưng mà đối với người Ấn Độ hay là đối với các quốc gia Phật giáo thì nghe nó hơi nó không được đẹp. Thí dụ như quý vị nghe một vài vị sư hay là vài người Phật tử khen là ồ, Đức Phật nói hay quá. Đức Phật ngài rất giỏi, ngài rất hay, hay Đức Phật ngài rất có tài. Cái lời khen đó, đó ở các quốc gia Phật giáo nó là một sự xúc phạm. Mình không có tư cách để khen Đức Phật là giỏi. Thí dụ như là bây giờ người học trò mà nói gặp ông thầy đó, ông thầy ông giảng xong ồ, thầy giảng về khá quá, hay quá, thì cái giảng đó không có cái cách khen đó không có tốt, không hay. Một người mà biết chuyện hay là có ảnh hưởng kinh điển thì không giờ nói rằng ồ, Đức Phật hay quá, Đức Phật giỏi quá. Tại vì sao? Tại vì cái cách khen đó là cách khen trịch thượng. Nghe nó cách khen trịch thượng, nghe nó kỳ, chúng ta không cố ý, nhưng mà chúng ta không được giáo dục trong cái nền văn hóa Phật giáo để như vậy. Chúng là con Phật, là đệ tử Phật, thì chúng ta không khen Đức Phật kiểu đó. Thí dụ như mình nghe một câu Phật ngôn hay đó, thì mình nói rằng ồ, nghe Đức Phật giảng điều đó trong lòng rất là hoan hỷ, hay trong lòng rất là cảm kích, thì vậy thôi. Chứ không phải nghe câu Phật ngôn nói rằng ồ, Đức Phật ngài ngài hay quá, Đức Phật ngài giỏi quá. Cũng như vui dựng tội từ siêu là thầy dạy Bali, mà có Phật tử đã học Bali, nghe tội đọc đó, ồ, tội từ siêu nói giảng Bali giỏi quá, thầy hay quá. Thì nghe nói thì nó nó không có gì, nhưng mà thì thật nó có vấn đề. Thì thứ vì ở trong cái expression của người Ấn Độ đó, thì họ có một cách đó là tôi là ai, hay là
như tu giáo Rahula nói rằng ai thể hôm nay được Thế Tôn trực tiếp giảng dạy bởi giáo giới này mà còn thể đi vào loài khất thực, thì cái câu đó có nghĩa rằng là ai là người được Phật diễm phúc khai tâm chỉ điểm mà còn có thể lo cái chuyện đi khất thực ăn uống. Hay nói cách khác là quả thực mình quá phước, quá hữu duyên hữu hạnh được Thế Tôn khai thị, và giờ này đó, và với cái hữu duyên hữu hạnh đó rồi, như là mình được một kho báu, mình được điều tốt đẹp á, thì mình lo tu chứ không mình lo chuyện ăn uống nữa. Là cái ý đó, như trong cái câu này, đây là cái văn phong của Hòa Thượng Minh Châu dịch rất là sát trong Phạn ngữ, là ai có thể hôm nay được Đức Thế Tôn trực tiếp giảng dạy với bài giáo giới này còn có thể đi vào làng để khất thực. Một cái suy nghĩ rất là đẹp ở trong lòng một người đánh giá rất là cao Phật pháp, đánh giá rất là cao cái lòng bi mẫn của Đức Phật, đánh giá rất là cao cái giá trị của chánh pháp, và vị này đã không tiếp tục đi khất thực mà trở về lại chùa tìm một gốc cây để ngồi thiền. Hình ảnh rất đẹp, thưa quý vị, hình ảnh rất đẹp. 18 tuổi khởi một cái tâm tự hào len lén trong lòng về ngoại hình của mình, về cái sắc vóc của mình, nhưng mà khi được Đức Thế Tôn khai thị, không có biện hộ, không có cảm thấy phiền não, không cảm thấy tự ái. Con người mình nó mà khi mình nói mình có cái suy nghĩ hay có một cái lời phát biểu mà nó có tính cách như là hơi dính mắc, hơi phiền não đó, mà có ai chỉ điểm, từ từ mình giận, mình nói ô, mình nghĩ trong lòng chứ đâu nói ra đâu, hay là tôi nghĩ vì chứ đâu chết ai đâu. Nhưng mà không, Rahula thì là một người rất là cảm kích giáo pháp, khi nghe Đức Phật dạy như vậy rất hạnh phúc, thấy mình hữu duyên hữu hạnh. Ai có thể hôm nay được Thế Tôn trực tiếp giảng dạy với bài giáo giới còn có thể đi vào làm để khất thực. Rồi Rahula trở về, Rahula trở về tìm ở một chỗ thanh vắng ngồi dưới khúc cây. Ở đây chúng ta thấy rằng tôn giả Sariputta, ngài là thầy của Rahula. Quý Phật tử chờ chúng tôi một chút nha. Chúng tôi một chút. Quý vị chờ chúng tôi một chút. 30 giây chúng tôi trở lại đi. Thưa quý vị, một cái hình ảnh rất là đẹp ở đây, chúng ta biết rằng khi Đức Thế Tôn về hạnh Ca Tỳ La Vệ đó, thì tôn giả Rahula theo lời dạy của công nương Yajudala, tức là mẹ của mình, đến xin Đức Phật truyền ngôi báu và có một cái lời để trao truyền cái tài sản của Đức Phật lại cho Rahula. Rồi lúc đó Đức Phật ngài đã quyết định rằng ta sẽ cho đứa con này cái tài sản của bậc thánh. Nhưng mà thay vì ngài cho tu, ngài không cho tu mà ngài giao cho tôn giả Xá Lợi Phất là vị đệ là một vị đệ nhất về trí tuệ, là vị thượng thủ tinh văn, một trong hai vị thượng thủ tinh văn đó, cũng là khéo thọ tăng chúng để hướng dẫn cho Rahula. Do thức tôn giả Rahula từ lúc còn nhỏ được tôn giả Xá Lợi Phất cho tu Sa Di và đi theo tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả dạy rất là nhiều điều từ cách ăn nói cư xử, cái tánh hạnh rất là khiêm cung hòa nhã, học được rất nhiều ở tôn giả Xá Lợi Phất. Do đó ở đây chúng ta nhìn thấy hình ảnh của thầy trò, thầy trò thì tôn giả đi khất thực về và đi ngang thấy Sa Di Rahula hôm nay không đi khất thực mà đang ngồi thiền. Ngài không có thắc mắc mà ngài cũng có hỏi rằng sao mà hôm nay không đi khất thực mà giờ này lại ngồi thiền, ngồi thiền mà sao có giờ lạ và giờ bất thường, ngài không hỏi. Nhưng mà ngài chỉ nhìn thấy Rahula đang tu và ngài biết là đệ tử mình đang gia công để tu tập. Và trong cái tư cách là một vị thầy, một người giàu lòng bi mẫn từ ái, ngài đã nói cho Rahula rằng hãy niệm pháp niệm hơi thở, gọi là nhập tức sức tức niệm, niệm niệm hơi thở được nhiều lợi lạc.
thưa quý vị, cái hướng dẫn đó, cái hướng dẫn bình thường, rất là bình thường. Ở đây chúng ta phải nói một điều là Sayyid Rahula được tôn giả Sát Lợi Phất dạy rất nhiều về pháp học. Và khi tôn giả thấy Rahula chuyển sang pháp hành, chuyên chú pháp hành, thấy đang ngồi xuống ngồi thiền, thì có lẽ là tôn giả Sát Lợi Phất thấy rằng đó là một dấu hiệu rất tốt. Do đó Ngài hướng dẫn bằng cách là niệm hơi thở. Thì chúng ta biết rằng cái niệm hơi thở là hơi thở vô biết niệm hơi thở vô, hơi thở ra biết niệm hơi thở ra. Tức là chỉ quan sát hơi thở trong cái tính cách tương đối tự nhiên. Ở trong lúc đó thì riêng về Đức Phật, như chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài dạy trong giáo Rala quán năm quẩn qua cái nhìn của cô gã. À, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Không phải là của ta, không phải là ta, không phải tự ngã của ta. Hai cái tu có mâu thuẫn, nhưng mà rõ ràng là một cái tu nó qua mang tất cả là quán chiếu về vô ngã, một cái tu là quán sát hơi thở tự nhiên. Và Rahula đó thì đều có một cái sự kính trọng, gần như là chúng ta tạm gọi là kính trọng, chúng ta nói tín tục tuyệt đối đối với Đức Phật và cũng tuyệt đối với tôn giả Sát Lợi Phất. Nhưng mà hai vị thầy cao quý, hai vị thầy khả kính trong đời mà dạy mình như vậy đó, thì quả thật là lúng túng. Dạ, quả thật lúng túng. Ví dụ như là quý vị ở nhà mà có một người ông nội ông ngoại chỉ cho mình làm việc gì đó một cách, rồi cho cha mẹ chỉ cách khác, mà hay ông nội và đều là những người đáng kính hết, mà đều là học hết, thì thật sự đôi khi cũng lúng túng. Mà chiều hôm đó thì tôn giả Rahula đến gặp Đức Phật, tại vì đó là cái giờ mà thường là thích hợp để tiện gặp Đức Phật. Và tôn giả Rahula đó lại không có nói rằng tại sao Đức Thế Tôn dạy một pháp tu mà bây giờ thầy con dạy một cách khác, con cảm thấy rằng không biết chọn ai. Tôn giả Rahula nói như vậy, mà tôn giả Rahula chỉ nói hỏi một câu rằng bạch Đức Thế Tôn, niệm hơi thở vô hơi thở ra được tu như thế nào? Cái niệm hơi thở vô niệm hơi thở ra đó là cái câu đó là một cái cách nói khác của cái pháp niệm hơi thở, gọi là Anapanasati. Và Anapanasati dịch nghĩa đen á là niệm hơi thở vô hơi thở ra, nhưng mà nói cho rõ hơn trở lại hơi thở thì pháp tứ niệm xứ. Và do vì các vị dịch giả đó, các vị không có có dịch chữ này, mà đôi khi các vị âm. Và Anapanasati gọi là Anapan là an ban thủ ý. Và an ban thủ ý, bài kinh rất là nổi tiếng, an ban thủ ý, một trong những bài kinh dịch rất sớm ở trung tâm văn hóa cho an ban thủ ý, tức là một bài dịch có tên Apana, tức là phép niệm về hơi thở vô hơi thở ra, an ban thủ ý. Ở đây thì có hai pháp đếm hơi thở, hai pháp niệm hơi thở là một cách niệm theo Samatha là đếm hơi thở, và pháp niệm theo quán đó, tức là hơi thở như thế nào thì biết như vậy, và không có đếm. Cái hơi thở như thế nào biết như vậy gọi là niệm hơi thở vô hiệu thở ra. Trong chữ Hán là nhập tức, xuất tức niệm. Tức là niệm nhập tức là thở vô, xuất tức là thở ra. Mà khi mà nói niệm hơi thở vô hay thở ra, hay là nhập tức xuất tức đó, hay là Anapanasati, thì biết là niệm theo pháp tứ niệm xứ. Nó khác với niệm hơi thở mà theo cái Samatha để chứng thực thiền chứng. Quý vị, ở đây chúng ta thấy Đức Phật cũng rất là đặc biệt. Đặc biệt ở đây là Ngài biết Rahula hỏi là bởi vì có chút phân vân. Phân vân là Đức Phật dạy một cách mà thầy Tế Độ mình là tu giả Sát Lợi Phất dạy một cách. Nhưng mà cái tế nhị của Rahula là không có nói về tu giả Sát Lợi Phất, mà chỉ hỏi thôi. Và Đức Phật nghe câu hỏi là Ngài biết Đức Phật mà. Ngài biết là Rahula
đã được nghe thầy mình dạy về pháp này. Nhưng mà Đức Phật rất là tế nhị, ngài không nói rằng à, pháp niệm đó dạy như vậy không đúng, không hợp với căn cơ của Rahula, ngài không dạy như vậy. Và ngài cũng không đề cập đến trung trạch sanh pháp. Nhưng mà ngài không trả lời trực tiếp. Ở đoạn đầu đó, chúng thấy Đức Phật không trả lời trực tiếp. Rất là đặc biệt là ngài không nói rằng cái pháp niệm đó là phải chuyên sâu rồi mới nên niệm cái đó. Còn hiện tại con đang có một cái con đang có cái tâm, con lớn lên tâm con hơi chấp thủ, con phải có cách niệm khác để hóa giải cái sự câu chấp của mình. Đức Phật ngài không dạy như, ngài không nói như vậy. Tức là chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài không có nói rằng tôn giả Xá Lợi Phất dạy không có đúng cách hay không đúng chuyện, mà ngài muốn cho Rahula thấy được rằng dạ, cái pháp niệm hơi thở đó nó có cái điểm rất là lợi lạc, nhưng mà ngài sẽ dạy ở đoạn cuối. Còn Rahula thì cần có những cái tháo gỡ của một thanh niên vừa lớn lên và được mọi người cưng chiều quý mến, và được mọi người cảm thấy rằng đây là một đứa con máu mủ của Đức Phật và một người hữu phúc, hữu duyên, hữu hạnh. Tức là bao nhiêu sự tự mãn có thể sanh khởi. Người mình mới lớn mà, quý vị biết là khi mà chúng ta là một người lớn lên cuộc đời nhìn bằng đôi mắt kính màu xanh và thấy cái gì cũng đẹp, thì Đức Phật ngài muốn trước nhất là phải khóa giải điều đó. Dạ, phải khóa giải. Nên chi Đức Thế Tôn ngài lại dạy về một cái phép quán. Cái phép quán này đó nó đặc biệt là nó cũng nằm ở trong thân quán niệm xứ, và nó lại đào sâu vào chi tiết hơn. Và khi mình đào sâu vào chi tiết đó, thì nó cho thấy rằng tại sao cái thân này không nên nghĩ nó là ta là của ta, trường ngã của ta. Dạ. Chúng ta thấy cái đoạn trên mà Đức Phật giảng đó, thì ngài giảng về cái pháp quán sắc quẩn. Bây giờ ngài đi sâu vào chi tiết hơn. Thì bây giờ ngài dạy về bốn đại, tức là đất nước lửa gió và bốn đại chủng. Bốn đại chủng là một cái khái niệm rất là quen thuộc ở trong xã hội Ấn Độ. Khi nói về vật chất, chúng ta nói chất rắn, chúng ta nói về chất loãng, chúng ta nói về chất ấm, chúng ta nói về chất khí. Chất rắn, chất loãng, chất ấm, chất khí, gọi là đất nước lửa gió đó, là bốn cái hiện tượng vật chất. Nhưng mà Đức Phật không dùng để nó nói vật lý ở bên ngoài, mà ngài nói về cái thân này. Thì trong cái kiến thức mà thường thức, gọi là giáo khoa bình thường của Ấn Độ đó, thì họ vẫn có đề cập đến cái thân được kết cấu bởi những cái bộ phận mà ngày xưa là có 31, về sau này chúng ta thêm 32, một thứ nữa. Chúng tôi có nói lần là ở trong thời nguyên thủy đó, thì không có nói đến óc, mà óc và tủy nó là một. Một quả thực ngày nay đó, người ta nghiên cứu thấy rằng cái óc và cái tủy ở trong xương đó, nó có một cái kết cấu giống nhau. Nhưng về sau này thì mình chia làm hai, tủy và óc. Thành ra quý vị đọc kinh Tứ Niệm Xứ trong kinh Phật kinh thì có 31, nhưng mà sau này tại vì tủy và óc phần hai, thành ra chúng ta có 32 thị trường. Thì tóc, lông, móng, răng, da, thịt, xương, vân vân, thì đó là những cái cơ phận của thân thể kết cấu rồi. Thì Đức Phật ngài khuyên là nên nhìn cái thân này cũng qua bốn cái gọi là tứ đại chủng hay là tứ đại. Cái gì gì thuộc về chất rắn hoặc mềm mà, như là tóc, lông, móng, răng, da chẳng hạn, thì cái đó thuộc về chúng ta quán tưởng đó là địa đại hay là hiện tượng của địa đại. Rồi là chất rắn, chất mềm, chất quý vị nhớ là cái gì rắn trong cái trong chữ Hán gọi là thô phục. Thô phục khi mình đụng chạm, mình đứng rắn là như cục đá mà là rắn. Mình đụng cái gì như tấm tơ mà mình nó tạo nên cái cảm xúc cũng là chất rắn. Do đó họ dùng cái chữ thô phục. Thô phục cương cứng. Yeah. Ngoài chất rắn rồi có chất loãng là nước. Yeah. Chất loãng là nước giống như là mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, nước mắt, nước tiểu. Cái đó thuộc về chất loãng. Rồi
có cái chất ấm. Chất ấm tức là những cái hiện tượng như chất ấm trong châu thân, chất ấm để tiêu hóa, và cái chất ấm của bộ óc chất, và nhiều cái thứ. Thì mình biết rằng khi mình ăn uống vào để tiêu hóa thì nó có một số cái nhiệt lượng nó chúng ta cần có để tiêu hóa. Thành lúc đó đó chúng ta ảnh hưởng cái nhiệt lượng này nó dồn xuống bao tử, do đó thì óc đảo chúng ta không có làm việc nhiều, nó hơi buồn ngủ, tại vì cái hơi ấm nó cần được tiêu thụ để tiêu hóa bằng thực phẩm. Khi nó không làm việc đó thì chúng ta thấy người mình nó tỉnh táo hơn. Rồi chất khí ở đây tức là mình nói về hơi thở ra vào, chúng ta nói về cái sự hơi khí vận hành. Ở đây chúng ta nói chung là chất ấm, chất loãng, chất rắn, chất loãng, chất ấm và chất khí được xem như là cái kết cấu của tứ đại. Thì ở đâu chúng ta chia những thế trực ra, tóc, lông, móng, da, thịt, gân, xương, tủy, khoảnh cách mô, v.v. Cái đó thuộc về chất rắn. Rồi đất, mật, đàm, mũ, máu, bồ hôi, nước mắt, đó là về chất loãng, v.v. Khi nhìn tứ đại qua thân này như vậy đó, thì nó hơi khác với cái nhìn tứ đại mà chúng ta nói cho vĩ mô. Như chúng ta nói là vĩ mô là một cái hạt vi trần hay một ngọn lửa, thì ở trong đó có cả tứ đại. Ở trong nước biển là có cả tứ đại. Tại vì sao vậy? Ở trong bất cứ một đơn vị vật chất nào, dù là cực vi, thì nó cũng có một cái gọi là chiếm hữu không gian. Dù cực vi như một sợi tóc hay là một phân tử nhỏ, nguyên tử nhỏ, thì chiếm hữu không gian. Cái chiếm hữu đó là đất. Rồi cái sự quấn, tức là kết cấu của các phân tử lại với nhau, cái đó gọi là cái chất quấn đó, gọi là thủy đại. Cái nhiệt lượng nóng mặt cạnh bao nhiêu độ đó, cái đó gọi là hỏa đại. Và cái sự di động đó là phong đại, như là cực âm dương, cái hiện tượng negativity, positive negative của mỗi một đơn vị vật chất, nó gọi là phong đại. Thì chúng ta nói theo đất nước lửa gió đó, mà chúng tôi vừa trình bày đó, là nói theo thắng pháp, và chúng ta nói theo vĩ mô. Nói theo vĩ mô thì một hạt bụi cũng có đất nước lửa gió, một cái giọt nước cũng có đất nước lửa gió. Nhưng mà chúng ta nói theo cái thương thức ở bên ngoài đó, thì tóc, lông, móng, răng, da, đó là đất, mật, đàm, mũ, máu, đó là nước. Chúng ta nhớ là hai cách nói khác nhau. Nhưng mà khi Đức Phật Ngài dạy Rahula dùng cái kiến văn của thường thức để mà quán về tứ đại đó, thì Ngài lại dạy thêm là dù là nói về đất nước lửa gió, về dù về nói về tóc, lông, móng, răng, da, nhưng mà vẫn có hai cách nhìn. Một cách nhìn thứ nhất đó là quán tá sát, là không phải, cái này không phải là của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là từ ngã của ta. Dù là với địa đại, phong đại, thủy đại, phong đại, quả đại, phong đại, thì đều quán tưởng như vậy. Và còn có một cách quán tưởng khác. Dạ, cái quán tưởng khác. Ở đây Đức Phật kệ mở cho Rahula thấy rằng, ở trong cái sự tu thì mình nên có cái nhìn rất là rộng. Ở trong tiếng Anh gọi là receptive hay là open-minded. Receptive, open-minded là cái tâm mở ra. Con người chúng ta bị kẹt á, là nhiều lúc đó, mình tu một pháp môn gì, ông thầy mình nói có lý quá, mình tu có lý quá, thì mình hay bài xích những pháp môn khác. Nhưng mà thật ra Đức Phật, vị đạo sư của chúng ta đó, Ngài dạy chúng ta cái nhìn thoáng lắm, chứ không phải giống như ngày nay chúng ta hay cố chấp rồi. Và như chúng ta thấy rằng đất nước lửa gió có nhiều cách nói, và ngay cả nhìn vào đất nước lửa gió đó thì cũng có nhiều cách nhìn. Cái nhìn đầu tiên là đây là không phải là của ta, không phải là ta, không phải tự ngã của ta, là một cách khác. Nhưng mà rồi bây giờ Đức Phật Ngài dạy một cách quan sát khác, đó là một cách là dùng cái bản chất của thiên nhiên để mà làm cái gợi ý là tu như đất, tu như nước, tu như lửa, tu như gió. Cái này rất là đặc biệt. Dạ, cái này đặc biệt là
mình tu dưới đất, tức là đạt đến một mức độ nào đó. Đất ấy, người ta có đào, có bới, người ta có quăng trên đó vật thơm, vật thối, họ làm gì nữa, thì đất không có dao động. Dạ, tại vì đất là đất. Dạ, đất là đất, không có dao động. Cái này là một ở trong những cái bước tiến rất là quan trọng của người tu tập, người tu Phật, là chúng ta hướng đến một cái tâm tư ít bị chi phối, ít bị dao động, ít bị nhiễu loạn. Chúng ta nhớ trong chữ Hán có cái cụm từ gọi là điên đảo vọng tưởng. Và khi mình chấp rằng đây là của ta, đây ta, chuyện ngã của ta, thì chúng ta hay bị điên đảo. Nhưng mà càng ít chấp, thì chúng ta càng ít có dao động. Và ở trong kinh cũng có một lời dạy Đức Phật là cái chỗ nào mà không dao động thì chỗ đó có khinh an. Và chỗ nào có khinh an thì chỗ đó mở ra cánh cửa giải thoát. Chúng ta thường không quan trọng việc này. Chúng ta hay quan trọng rằng là mình hơn thua, hoặc giả là bên này thắng bên kia bại, v.v. Nhưng cái chuyện hơn thua thành bại nó thực sự không có quan trọng. Quan trọng là cái tâm của chúng ta có an nhiên hay không, cái tâm của chúng ta có ít cứ bị chi phối, ít bị dao động hay không. Thường là cuộc sống chúng ta không quan trọng việc đó. Nhưng mà với một người tu rồi, là chúng ta nên hiểu một điều rằng điểm quan trọng mà mình nên hướng tới là làm sao tâm của chúng ta được sống ở trong tình trạng gọi là như nhiên hay là an nhiên. Tức là sự việc thế nào thì nhận nó như vậy. Và một ở trong những cái công án rất là quan trọng mà chúng ta thấy được, đó là mặt đất đó. Nếu mà tu như ở đất này, người ta đào, người ta bới, người ta xây dựng, người ta ném trên cái vật này vật kia, nhưng đất là đất, đất không có, đất không có buồn phiền, không có dao động. Cái đất đó một cái ví dụ về cái sự tu tập nội tạng. Thật ra cái người tu tập á, thì quý trọng cái sự không dao động của nội tâm hơn là cái thắng bại hơn thua bên ngoài. Đối với chúng ta, hơn thua bên ngoài nó làm cho mình làm gì? Làm cho mình xáo trộn, làm mình dao động. Thắng thêm nuôi dưỡng hận thù, khổ đau kẻ bại nghìn thu khổ sống. Có người thường là nghĩ rằng cái chuyện hơn thua thành bại nó làm cho người ta có nhiều cảm hứng, làm cho người ta cảm thấy cuộc sống nó có giá trị, nó có ý nghĩa, vân vân. Nhưng mà kỳ thật, Đức Phật này dạy chúng ta nên đặt lại cái giá trị, và cái giá trị ở tại đây là cái tâm không dao động, nó quan trọng lắm. Chúng ta nên hiểu chuyện đó. Và như vậy thì này Rahula, hãy tu tập dưới đất. Do tu tập dưới đất, các xúc khả ái, không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ, tâm không có tồn tại. Ví như người quăng đồ tịnh, quăng đồ bất tịnh, quăng phân quế, quăng nước tiểu, nhổ nước miếng, quăng bũ, quăng máu. Tuy vậy đất không có lo âu, không dao động, không có nhàm chán, cũng vậy, hãy tu tập như đất. Rồi Đức Phật dạy tu nhập như nước, cũng vậy. Rồi tu tập như lửa, cũng vậy. Tu tập như gió, cũng vậy. Đất nước lửa gió đó, người ta có thể đem quăng trên đó rất nhiều thứ, và người ta có thể làm ra nhiều thứ để ô nhiễm đất nước lửa gió. Nhưng đất nước lửa gió vẫn, và nó là một cách quán khác. Thật ra thì chúng ta nên hiểu rằng Sajiu Raula là một người ngoan ngoãn, là một người chịu học. Nhưng mà những người ngoan ngoãn chịu học đó, thường là có một cách nhìn sự việc bị đóng khung. Nó phải là như vậy, nó phải như vậy. Và nó đã là như vậy thì nó không thể như thế khác được. Nhưng mà ở đây thì Đức Phật Ngài mở ra một cái suy nghĩ mới. Quán tưởng sắc không phải là ta, không phải của ta, phải từ ngã của ta. Nhưng mà khi mà quán tưởng như vậy thì có thể nhìn vào cơ thể này được kết cấu bởi 32, bởi 31 cái thành tố là đất nước, là tóc lông móng răng da. Trong tóc lông móng răng da đó có thể phân ra cái phần nào thuộc chất rắn hay là địa đại, thuộc về chất loãng là thủy đại, về chất ấm là hỏa đại, về chất khí là phong đại. Thì khi mà mình thấy như vậy, mình càng nghĩ và càng biết thì mình thấy nó là một cái sự giả hợp, bản chất nó như vậy, giả hợp như vậy. Rồi bên cạnh đó thì mình còn nhìn đến một trạng thái khác,
là khi nói đến đất nước lửa gió thì mình có thể thấy rằng đất ở trong cái bản chất tự nhiên là nó không có dao động. Mình tu cũng phải đạt đến cái tâm không bị dao động như vậy. Đây là một cách nhìn khác, cái nhìn khác của đất nước lửa gió. Và khi mà mình có thể nhìn sự việc qua nhiều góc cạnh thì quý vị, cuộc sống của mình nó không bị kẹt, cái nhìn của mình nó không có bị phiến diện, và cuộc sống của mình nó không có đóng khung. Cái sợ nhất của một người sống là đóng khung. Chúng tôi lấy một ví dụ, người Việt Nam mình hay có một cái, hay có một cái thói quen rất là đáng tiếc, là cách đây 10 năm họ đi qua quan thuế, và quan thuế đấy đã có những cái câu hỏi hay đối gì đó, thì 10 năm sau họ kể lại cho người khác, họ kể giống như vậy, và họ nói rằng đi gặp quan thuế phải vậy nha. Nhưng mà thứ gì, chúng tôi đi qua lại quan thuế rất là nhiều lần, thì mỗi lúc mỗi khác, mỗi phi trường mỗi khác, chứ phải ở đâu cũng giống một kiểu hết. Chúng ta chờ, đừng bao giờ có cái đóng khung. Chúng tôi nghe rất nhiều người Việt Nam nói như vậy, đảng dân chủ như vậy, đảng cộng hòa thế kia. Nhưng mà ít có người Việt Nam nào biết rằng ở Mỹ này, ngay cả các cái chánh đảng, cái đường hướng, đường lối, cái tôn chỉ của họ nó thay đổi theo thời gian. Và ít có người biết rằng những cái chính sách của đảng dân chủ ngày hôm nay, cách đây 60 năm nó là cái đường lối của đảng cộng hòa. Ví dụ như tổng thống Abraham Lincoln là người lập ra đảng cộng hòa, thì ông chủ trương đứng về phía người da đen, đứng về phía những người lao động. Đảng cộng hòa bây giờ đang đứng về phía công ty, đứng về phía những người giàu. Nhưng mà thật ra cái platform, cái đường hướng của hai chính đảng đó, nó thay đổi theo thời gian. Cái này đổi qua cái kia, đổi qua cái nọ. Thật ra khi mà người Việt mà đa số hiểu nước Mỹ mà thời chiến tranh Việt Nam trước 75, nước Mỹ sau 75, nước Mỹ của ông Reagan và nước Mỹ của ông Obama, thật ra cái đổ chúng ta bị đóng khung nó phải là như vậy. Nhưng thật sự nó phải như vậy. Thật ra đối với chúng ta, thưa quý vị, chúng ta chỉ bị chấp vào cái nhãn hiệu thôi. Nhãn hiệu, ví dụ như có người đã từng chạy xe Mazda rất là tốt, thì Mazda muôn đông, muôn đời đúng là Mazda. Hay là có người chạy Nissan thì Nissan rất là tốt, nhưng kỳ thật đó, người ta nói chúng ta rằng cái hiệu xe nó là một lẽ, nhưng mà rồi cái đời xe, rồi cái kiểu xe nữa. Không phải là Toyota thì lúc nào cũng Toyota cũng tốt chứ chẳng. Tại vì sao vậy? Nó có thay đổi theo thời gian, thay đổi theo cái lĩnh vực. Như là chúng ta về Á Châu thì những hãng như Mitsubishi hay là Isuzu rất là nổi tiếng, nhưng người Mỹ họ có chuộng Isuzu, Mitsubishi ở Mỹ. Đừng bao giờ mà trong cái việc tu học Phật pháp mà chúng ta đóng khung như vậy. Và cái bệnh đóng khung là bệnh rất là đáng sợ, rất là đáng sợ. Chúng tôi mới nghe một Phật tử quen, và Phật tử đó có khẳng định một điều rằng nếu mà vị đó là giáo hội mà có quyền thì sẽ yêu cầu tất cả các chùa là vừa dạy Phật pháp vừa dạy khí công. Vì đó nói tại sao? Bởi vì có phong trào thầy A thầy B dạy khí công rất là thành công, và có nhiều người đi tập khí công, và nhờ như vậy họ mới tham gia cái nhóm đó. Thì tại sao mà không tập khí công mà tối ngày nó giảng pháp không? Thì không phải là vị đó nói sai hoàn toàn. Chúng tôi biết là có những vị thầy rất là thành công trong cái chuyện dạy phương pháp của khí công, nhưng mà không có nghĩa là điều đó nên áp dụng với tất cả đạo Phật. Bởi vì cái cách nhìn và tâm tư của con người mình đó, nó đáng sợ một điểm rằng khi nào mà mình uống một cái loại thuốc gì đó mà mình nghĩ nó có công hiệu, và mình nghĩ rằng tất cả mọi người uống đều có công hiệu như vậy, và luôn luôn công hiệu như vậy. Thật kỳ thật mà nói ra thì ngay cả thuốc hay nhất thì nó cũng phải tùy người, và nó cũng tùy lúc, và nó cũng tùy vào cái chúng ta gọi là cái căn địa của mỗi người. Cái thân bản thân mỗi người chứ phải là cái nào nó cũng giống nhau. Vì vậy thưa quý vị, khi mà Đức Phật dạy cho tôn giả Rahula đó, chúng ta thấy là không phải Đức Phật đi lạc đề, nhưng mà Ngài biết trong lòng tôn giả Rahula đó có một số cái sự phân vân,
ồ tại sao Đức Phật dạy mình quán thế này, nhưng mà thầy chế độ mình là tôn giả sách Phật giảng thế kia. Và Đức Phật ngày cũng không có giảng về hơi thở liền, ngày không giảng, mà ngày đi một vòng ở trong vòng đó. Ngay cả cái cách nhìn về sắc quẩn thì nó cũng có hai cách, đó là niệm về quán thủy trường và quán tứ đại. Và ngay cả cách nhìn về tứ đại nó cũng cách quán về vô ngã và cách quán về sự nhiên nhiên, cách quán về chúng ta tạm gọi là quán về cái gợi ý của thiên nhiên, của sự tự nhiên, là đất nó không có bị dao động bởi những cái dơ sạch, những gì ta quăng ném trên đó. Thì hãy giữ tâm như vậy. Và rồi Đức Thế Tôn ngày cuối cùng là ngày trả lời trực tiếp, ngày lại trả lời câu hỏi của Sejirahola dạy về niềm hơi thở. Mà ở đây cái pháp mà Đức Phật dạy là nhập tức xuất tức niệm. Chúng tôi xin hỏi quý Phật tử là quý vị có còn nghe chúng tôi nói không vậy? Nãy giờ chúng tôi không có theo dõi ở trong dạ tốt. Thì thưa quý vị, như chúng tôi nói rằng cái chữ mà thay vì nói pháp niệm hơi thở thì ở trong kinh có một thuật ngữ đó là niệm hơi thở vô, niệm hơi thở ra, hay là nhập tức xuất tức niệm, hay là âm là an ban tu ý. Khi mà chúng ta học và chúng ta nhớ như vậy là cái gì mà quan trọng đó, thì các dịch giả Trung Hoa đôi khi họ không dịch. Mặc dù anapanasati có thể dịch là hơi thở vô, hơi thở ra, nhưng mà họ không dịch vì họ dịch là an ban tu ý. Cũng như trong doanh nghiệp đó, quý vị, có trường hợp mà người ta nói gọn, có nhiều khi nói rõ. Chúng tôi nhớ rằng hồi sau năm 75 đó, thì có trường hợp là thay vì chị Mai, người Việt Nam đó, chị Mai thì người Bắc á, hay là người Cộng sản, họ nói rằng cửa hàng Mai mặc, Mai phải mặc, chứ nếu mà Mai mà bỏ không mặc là không được nhỉ. Hay là người Việt Nam nói nhà hàng, thì chúng ta không nói nhà, người Bắc không nói nhà hàng, đó là cửa hàng ăn uống, có ăn là phải uống nữa, chứ không uống là không được, phải có ăn uống. Hay hoặc giả là người Việt miền Nam nói là nhà bảo sanh, nhà bảo sanh tức là những sản phụ đi sanh thì chăm sóc, không là phải nhà bảo vệ bà mẹ và trẻ em, tức là không phải chỉ bảo vệ bà mẹ mà còn bảo vệ trẻ em nữa. Hay là người miền Nam có cách nói là sở cứu hỏa, thì người Bắc không nói sở cứu hỏa mà phải nói là phòng cháy rồi chữa cháy nữa. Và bây giờ các cái cơ quan mà tiếp cứu thì không phải là cứu, mà phải là cứu hộ và cứu nạn, cứu hộ khác và cứu nạn. Nhưng mà điều đó thì là văn hóa thôi, chứ cũng hẳn là vẫn vì có những trường hợp mà nó dài, có những trường hợp nó ngắn. Tuy nhiên ở trong kinh á, về trường hợp này nó dài là trường hợp đặc biệt. Như hồi nãy chúng tôi nói rằng thay vì nói niệm hơi thở thì các vị nói niệm hơi thở vô, niệm hơi thở ra, hay là nói nhập tức xuất tức, hay là an ban thủ ý. Cái này là nó là một thôi, nó tùy cách nói hoặc là dịch hoặc là âm, nhưng mà nói dài dài. Thì trong pháp niệm hơi thở này có tất cả là 16 pháp niệm ở trong 16 cái giai đoạn, mà chúng tôi chỉ nói một cách ngắn, tại vì thật ra về kinh nghiệm hôm nay cũng hơi dài. Thứ nhất là trong giai đoạn đầu, người tu tập về niệm hơi thở đó, thì chỉ để ý đến hai cái điểm gồm tâm, đó là hơi thở vô, hơi thở ra. Thở vô, biết hơi thở vô, thở ra, biết hơi thở ra, là cái gì? Hơi thở vô, hơi thở ra. Và khi mà niệm thuần thục về hơi thở vô, hơi thở ra rồi đó, thì vị này dần dà bước sang được một cái khả năng khác là hơi thở vô ra dài ngắn biết rõ. Hơi thở vô dài biết hơi thở vô dài, hơi thở vô ngắn biết hơi thở vô ngắn, hơi thở ra ngắn biết hơi thở ra ngắn, hơi thở ra dài biết hơi thở ra dài. Cái này nó hơi khó ban đầu liên áp dụng. Chúng tôi nói là cái này nó đi theo từng giai đoạn. Đầu tiên thì nên biết tượng hơi thở theo cái đơn giản là vô ra, nhưng mà tới khi mà niệm cho có căn bản thì dài ngắn. Rồi qua sau cái vô ra dài ngắn thì
mà nó thuần thục rồi, thì người đó có thể đi đến một cái một cái công đoạn khác, chúng ta gọi là cảm giác toàn thân. Cái chữ cảm giác toàn thân ở đây có hàm nghĩa là cảm giác toàn bộ hơi thở lúc bắt đầu và lúc chấm dứt. Và thí dụ ban đầu thì chúng ta chỉ niệm hơi thở ra vô thôi, nhưng mà khi mà một khi cái tâm của chúng ta chánh niệm được mạnh, được rõ rồi, thì chúng ta thấy hơi thở bắt đầu như thế nào, và hơi thở nó đi vào thì nó làm cái buồng phổi nó căng lên hay bụng nó căng lên, mà ngày mai si gọi là phong sẹt. Và cảm giác toàn thân, nhưng mà cảm giác toàn thân ở đây là chúng ta thấy rằng hơi thở vô nó có sự bắt đầu và chấm dứt, và sự bắt đầu chấm dứt đó nó từ cái sống mũi cho đến cái bụng, cho đến phổi, buồng phổi chúng ta, phổi và bụng chúng ta, nó còn một cái phản ứng đối với hơi thở vô, phản ứng với hơi thở ra, gọi là cảm giác toàn thân. An tịnh thân hành, thở vô, an tịnh thân hành, thở ra. Cái chữ an tịnh ở đây, chữ thân hành ở đây cũng là một từ khác của hơi thở. Nhưng mà ở đây có nghĩa là thở một cách nhẹ nhàng, và thở nhẹ nhàng. Khi mà một người niệm hơi thở trong giai đoạn đầu, đôi khi cái hơi thở nó rất là thô. Chữ thân hành ở đây là một chữ khác, kaya sankhara, đó là kaya sankhara, đó là chỉ cho hơi thở thôi. Và cái kaya sankhara, an tịnh thân hành ở đây, tức là sau khi thở một thời, sau niệm hơi thở một thời gian rồi đó, thì vị đó sẽ thở với một cái hơi thở tương đối là nhẹ và đều, gọi là điều tiết. Ở trong giai đoạn đầu thở thì nó không được nhẹ như vậy, nó không được đều như vậy. Tức là càng lúc nó càng càng lúc lại càng thuần thục hơn, càng thành thạo hơn. Rồi an tịnh tâm hành, an tịnh tâm hành, thở vô, an tịnh tâm hành, thở ra. Chữ tâm hành ở đây tức là gọi là tâm tứ. Tâm tứ ở đây tức là sự suy tầm, sự suy tầm. Thì thời gian đầu mà khi mà mình chưa có thuần lắm á, thì mình có vận dụng cái sự chú ý, vận dụng cái chú ý vào hơi thở. Dạ. Tức là mình phải kiềm, phải kiềm. Ví dụ như bây giờ quý vị dạy học trò, mà thời gian đầu á, cũng bài học đó, nhưng học trò nó chưa có quen, chưa thạo đó, mình phải để ý coi nó học sao, nó làm gì. Nhưng mà khi nó thạo rồi cứ giao bài cho nó, chứ không có kiềm nó được. Dạ. Cái chữ kiềm ở đây chúng ta gọi là tâm hành, là tâm tứ. Thì cái an tịnh tâm hành đó là một cái bước rất là quan trọng của người của một người hành giả. Giống như là quý Phật tử mà mới vào trong thao thoát á, mà chưa có quen á, thì mình vào mình phải ngó tới ngó lui, không biết là cái này làm sao, cái kia làm sao, có người tách xét làm sao, vân vân. Nhưng mà khi mà quý vị quen rồi đó, thì cái lĩnh vực đó nó không chi phối quý vị nữa, mà mở ra nghe pháp đi, tập trung vào pháp đi, chứ không còn. Yeah, thì cái đó gọi là an tịnh tâm hành. Và an tịnh tâm hành ở đây, ví dụ như là chúng tôi đi hành hương Ấn Độ quen rồi, thì chúng tôi đỡ có cái khâu gọi là vận dụng tâm trí mệt mỏi để mà trù tính suy nghĩ việc này việc kia. Vấn đề quan trọng là đi qua bên đó thì bắt tay vào việc liền, tại vì mình đã quen với việc rồi. Thì cái người mà mới tu tập hơi thở có cái khuynh hướng là nghiêm hay là kềm, hay là cố gắng để tập trung. Khi một người mà an tịnh tâm hành không cố gắng tập trung nữa, mà sẽ nhìn một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, thoải mái, và có thể quan sát ngay lập tức liên tục. Chúng tôi thưa quý vị điều là chúng tôi làm việc thao tóc 20 năm rồi. Hơn 20 năm rồi. Bây giờ đang ngủ mà thức dậy mở máy ra, chúng tưởng vô thao tóc được liền. Dạ. Chứ ngày xưa mà khi mà mới vào đó thì phải ngó đồ này làm đồ kia, mình không quen. Dạ, không quen. Thì cái chuyện mà chuẩn bị rộn ràng, chúng ta tạo một sự rộn ràng ban đầu thì nó không cần nữa. Dạ. Cái đó gọi là an tịnh tâm hành. Và an tịnh thân hành có nghĩa là hơi thở nhẹ, an tịnh tâm hành, tức là không phải kềm chú tâm nhiều quá. Cảm giác
tâm tôi sẽ thở vô, cả tâm tôi sẽ thở ra. Cái chuyện này là bây giờ vị này hiểu được, ngoài cái sự quan sát hơi thở ra vào đó, vị này thấy rõ là mình thở bằng cái tâm thái như thế nào. Thở tâm thái thế nào vị này biết rõ. Bây giờ vừa niệm về hơi thở và vị này cũng ý thức được cái cảm thọ về tâm. Về cảm thọ là mình niệm bằng cái tâm hoan hỷ hơn quan, tại vì nó thoải mái quá rồi. Ví dụ như là có người không thích rửa chén, cũng rửa chén đó, mà rửa chén bằng cách trả nợ quý thần, rửa chén cho xong. Hay có người không thích làm vườn mà làm việc cho xong, nhưng mà khi một lúc nào đó mà mình làm được việc, mình quen việc rồi, thì làm vườn làm cảm thấy rất là hoan hỷ, rửa chén cũng thấy rất là hoan hỷ. Thì niệm hơi thở cũng vậy. Và có một cái thời gian nào đó trong giai đoạn đầu đó, thì mình niệm mình cảm thấy là mình hơi bắt buộc mình ép mình, mình phải làm, phải niệm. Ngồi thiền là một sự bắt buộc, nhưng mà khi nào đó mình chuyển sang một cái giai đoạn là mình hoan hỷ mà làm, lúc đó là mình biết cả hai cái yếu tính là thọ quán niệm xứ và tâm quán niệm xứ. Thọ quán niệm xứ là cảm thọ, giống như nhiều vị dị ứng về computer, dị ứng về iPad chẳng hạn. Ban đầu người ta đưa cho mình khó chịu, nhưng mà khi mà mình làm rất quen thì mình không còn có cái khó chịu với nữa, mà mình sử dụng một cách thành thạo, một cách thấy nó dễ thương, thấy nó thoải mái. Cái đó chúng ta gọi là cái tâm quán thọ quán đó. Tâm quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ. Thì sau cái tâm quán thọ quán niệm xứ thì vị này lại áp dụng thêm pháp quán niệm xứ. Những cái chi pháp, những cái đề tài pháp mà được đem vào trong hơi thở, ví dụ như là quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, và quán ly tham thở vô, quán ly tham thở ra. Những cái pháp quán đó là mình đọc được pháp ngay trên hơi thở của mình, đọc được pháp ngay trên cái thân của mình. Ví dụ như bây giờ chúng ta nói về vô thường, chúng ta nói về ly tham, nói về đoạn diệt, những cái chúng ta nói về lý thuyết thôi. Nhưng mà khi một hành giả tu tập thì vị đó thấy vô thường ngay trên thở của mình, vị đó thấy sự ly tham ngay trên hơi thở của mình, sự tinh tịnh trên hơi thở của mình. Thì lúc bây giờ chúng ta để ý thấy rằng không phải chỉ quán hơi thở, và ở trong giai đoạn hơi thở vào, ở đầu là hơi thở ra vô hay dài ngắn, hay là toàn bộ hơi thở, hoặc giả là hơi thở nhẹ không nhẹ, mà bắt đầu vị đó thấy được, quán được thọ quán niệm xứ, cảm giác hân hoan, cảm giác không hân hoan. Rồi sau cái thọ quán niệm xứ, vị đó thấy được cái tâm quán niệm xứ, là vị đó cảm thấy được là với tâm định tĩnh, với tâm hân hoan thở vô thở ra. Rồi sau đó pháp quán niệm xứ, tức là thấy được những cái pháp Đức Phật dạy về vô thường, về tịnh tĩnh, về đoạn diệt, vân vân, ngay trên hơi thở của mình, qua hơi thở của mình đọc lấy điều đó. Những tương tự như là khi chúng ta mới lái xe vào trong một thành phố thì chúng ta chỉ quan sát đường mà thôi, quan sát đường thì cũng lái xe, cũng quan sát đường và trái và phải để lui. Nhưng thời gian chúng ta cũng lái xe, cũng trên con đường, nhưng mà chúng ta thấy được mùa thu, chúng ta thấy được nền văn hóa của Mỹ, chúng ta thấy được cái sự phồn thịnh của xã hội. Thì những cái như là cái đẹp của mùa thu, cái nền văn hóa của Mỹ, hay sự giàu sầm uất, trù phú, kinh tế, vân vân, cái đó đó nó cũng thấy theo trên con đường mình đi. Thì khi hành giả mới tu tập hơi thở thì đơn diệu tuần là hơi thở, quen thạo thì qua đó chúng ta sẽ cảm nhận một điều khác. Thứ vì bài kinh này là một bài kinh mà Đức Phật ngày giảng để khai tâm cho tôn giả Rahula ở trong cái sự bối rối phân đôi giữa lời dạy của ngài và lời dạy tôn giả Xá Lợi Phất. Do Đức Phật hy vọng đi vòng một chút, đi vòng một chút, ngài cho tôn giả Rahula thấy rằng cũng cái pháp đó, nhưng mà sẽ nhìn từ góc góc cạnh khác nhau để cái tâm tư nhận thức một cách rất là cởi mở. Và do vậy cái bố cục bài kinh cũng hơi lạ một chút. Dù sao thì cuối cùng Đức Phật cũng trở về ngày niệm hơi thở theo cái câu hỏi của tôn giả Rahula. Hôm nay thì thứ vị là ngày giảng của Đại Đức Pháp Tính, nhưng mà chúng tôi được biết rằng Đại Đức Pháp Tính
có lẽ vì bận việc hay là vì mệt mỏi sau đó không vào, do đó chúng tôi đi khuyên. Quý vị đừng thắc mắc tại sao mà lúc này chúng tôi cứ vào nói hoài mà không để cho các vị khác nói, bởi vì mùi giảng nghi chư tăng tương đối là hơi bận rộn, và chúng tôi để ý thấy chư tăng ở Việt Nam thì không khỏe. Thưa quý vị, chúng tôi đi đâu với chư tăng chúng tôi thấy chư tăng hay mệt lắm, mà về sau này có lẽ chúng tôi phải đề nghị chư tăng lại. Không biết là vì thời tiết hay vì cách sinh hoạt làm sao mà chư tăng mệt lắm. Chúng tôi nói thẳng ra rằng những người ở Việt Nam mà qua bên Mỹ mà đi làm theo kiểu người Mỹ 8 tiếng đồng hồ thì ai cũng than hết. Tại vì cái thể chất của người Việt Nam không biết là vì ăn uống thời tiết sau đó rất là mau mệt. Thời chư tăng vào mùi chăng y thì bây giờ chư tăng cũng mệt, mệt nhiều lắm, nhưng từ đầu từ siêu mà mỗi ngày vào dẫn nhập hay là vào thảo luận từ đầu cố gắng lắm, từ đầu cũng rất là vất vả. Dù sao đi nữa thì chúng tôi nhắc quý vị rằng có đông đảo các vị giảng sư, nó là một trong những cái yếu tố khiến cho Room được duy trì tồn tại trong 20 năm. Nếu vị nào mà để ý một chút thấy rằng duy trì một cái Room Phật Pháp trong 20 năm không phải chuyện dễ đâu. Không có chư tăng thì không ai làm nổi hết. Thật ra tháng này tháng cái mùi dân y qua rồi, có lẽ là quý ngài sẽ trở lại nhiều hơn, bình thường hơn. Và quý vị sẽ thấy rằng chúng tôi chỉ giảng ở trong những ngày phụ trách về thắng pháp thôi. Xin được kết thúc bài nói chuyện ở tại đây. Và bây giờ thì để không biết thượng tọa Thầy Siêu, thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa nghe được kính thỉnh thượng tọa hoan hỷ nói cho vài lời trong lúc xong các câu thảo luận. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa Thầy Siêu, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Quay lại thượng tọa Thầy Siêu không có mặt ở trước máy. Thượng tọa Pháp Tân ơi, thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Pháp Tân nghe được kính thỉnh thượng tọa hoan hỷ. Xin thượng tọa Pháp Tân hoan hỷ nói cho vài lời trong lúc soạn các câu thảo luận, kính cung thỉnh thượng tọa. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ thượng tọa Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Minh Hạnh để được tề tri cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Thật sự ra thì trong những ngày này đó là mùa dân y. Chư Tăng ở tại Việt Nam thì đi dân y rất là nhiều nơi. Sự di chuyển đó nó cũng rất là mệt. Thì thật sự là con cũng tri ân thượng tọa Giác Đẳng rất nhiều trong những ngày này, ngày giảng của các vị. Nhưng mà rồi các vị không có giảng được thì thượng tọa cũng gánh vác giúp cho. Và vì vậy cho nên là cái Room nó sinh hoạt đều được. Nhiều khi đó là đi dân y đó là dài 300 km là chuyện bình thường. Cho nên là có những vị đi về rồi rất là mệt, có những vị thì bận công việc cho nên là cũng không có vào để mà giảng chia sẻ Phật Pháp được. Cho nên là con thấy là trong những ngày này thượng tọa gánh vác cho cái Room rất là nhiều. Cũng mong rằng là chư tăng tới ngày giảng thì sẽ cố gắng cái ngày giảng của mình để vào để giảng chia sẻ bớt. Thôi bây giờ để tiếp lời của thượng tọa Giác Đẳng thì cũng còn có khoảng mười mấy phút nữa là chúng ta hết cái thời gian sinh hoạt rồi. Cái bài học hôm nay là ta học về cái bài kinh Đại Kinh Đa Hú Lá, Giờ Đa Hú Lá. Thì nghe thượng tọa giảng về cái bài kinh gọi là phần lớn là cái nội dung của bài kinh là nhập tức sức tức niệm, tức là niệm về hơi thở. Trong cái cách mà Đức Phật ngài dạy cho tôn giả La Hầu La, La Hầu La. Và qua đó thì ngày nay đây chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà
mình hành thiền đó, theo dõi hơi thở đó, thì là một cái phương pháp chúng ta có thể gần gũi, dễ dàng để chúng ta thực hành. Bởi vì theo chúng tôi nghĩ đó là cái hơi thở là cái mà nó gắn liền với mạng sống của mình. Cho nên lúc nào mình còn sống thì mình còn hơi thở ra vào theo cái tự nhiên đó. Và dựa trên cái tự nhiên đó mà mình giữ cái tâm của mình bằng cách là niệm về hơi thở. Niệm về hơi thở. Thì niệm hơi thở theo cái phương pháp thiền chỉ, thiền định đó, thì là một trong những cái mà mình điểm số, điểm hơi thở ra vào. Nhưng mà cái trên phương diện thiền quán thì mình chỉ biết ghi nhận vào ra, đó là gió hay là đó là đất, sự xúc chạm, đó là tâm ghi nhận biết rõ về niệm tâm. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái cách nào đi nữa thì có nghĩa là để giữ gìn, giữ cái tâm của mình có sự định trụ, hay nữa là giữ cái tâm của mình có cái sự chánh niệm ở trong cái đề mục của mình. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng mình đi ra, đi vào, đi làm việc này, việc kia. Nếu mà mình có cái sự thuần thục ở trong cái sự tôi luyện cho cái đời sống thiền tập của mình á, thì mình mới có thể thuần thục được trong mọi trường hợp, trong mọi hoàn cảnh mình vẫn giữ tâm mình được. Thì có một điều đó là chúng ta thấy rằng cái tâm của mình thì nó luôn luôn phan duyên theo trần cảnh. Khi mà mình tiếp xúc với trần cảnh nhiều, mình không giữ được tâm mình, thì có lẽ là mình bị phan duyên theo trần cảnh rất là nhiều. Cái cảnh hiện tại, cảnh đó là do mắt thấy, tai nghe, vân vân. Nhưng mà có những cảnh mà đã thuộc về quá khứ, tức là nó đã qua rồi, đã qua rồi. Chứ khi chúng ta cũng bị liên tưởng, hay chúng ta còn phải nghĩ tưởng đến những cái cảnh đó, thì làm cho cái tâm của mình không thể giữ được. Cho nên là ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng là mình tập cho mình trong cái hơi thở, mà như là ngài Mahasi nó là phòng xẹp, thì miễn sao mình ghi hơi thở có cái sự trụ tâm là được. Ghi nhận hơi thở, mình gắn cái tâm của mình đặt niệm ở đâu, hơi thở ở nhân trung hay đăng điền, hay là hơi thở ở đâu đó, thì miễn làm sao giữ cái tâm của mình giống như là một người mà niệm hơi thở, mà biết được cái hơi thở ra vào, rồi tùy vào cái con số đếm của mình, hơi thở vô, hít vô, hơi thở vô, biết vô, hơi thở ra, biết ra, niệm một, hay là đếm một, rồi đếm hai, rồi đếm tới bao nhiêu đó, rồi đếm ngược lại, rồi mượn cái con số đếm đó để giữ tâm. Lâu ngày rồi nó sẽ có cái sự thuần thục, thì lúc bấy giờ nó không còn đếm nữa, mà có thể là hơi thở ra vào, chúng ta có cái sự ghi nhận như vậy. Thì đó là một trong những cái cách mà giữ cái tâm nó trở thành cái sự thuần thục. Cho nên là chúng tôi nghĩ là giữa một cuộc sống nó đầy cái sự lo âu, đầy cái sự mà thiết cảnh ở bên ngoài đó, nhưng mà trong trường hợp nào mình giữ được cái tâm của mình đó, thì chúng tôi nghĩ rằng khi đó mình được an lạc rất là lớn. An lạc rất là lớn. Tại vì tâm của mình phóng theo các cái trần cảnh đó, thì mình trong một cái trạng thái ở nội tâm nó là bồn chồn, trong trạng thái nội tâm lo âu, trong một cái trạng thái nội tâm nó sinh ra một cái trạng thái là hụt hẫng. Chính vì vậy cho nên là trong mọi trường hợp, một cái người tu đó thì cần có cái sự định tâm rất là lớn. Nhờ cái sự định tâm, nhờ cái sự chánh niệm, khi mà hơi thở vô, hơi thở ra, mình có cái sự ghi nhận biết rõ như vậy, thì đó là cái cách để mà mình tập trung cái tâm của mình ở trong cái đời sống chánh niệm, chánh niệm trong cái đề mục hơi thở. Thì
Ở đây chúng tôi nghĩ rằng khi mà cái tâm của mình được an tịnh thì mình không có cái trạng thái lo âu, không có cái trạng thái bồn chồn, không có một cái trạng thái lo sợ. Cho nên là chúng tôi nhớ ở trong kinh, cũng kinh Trung Bộ có cái bài kinh mà sợ hãi và khiếp đảm đó. Thì trong đó nói rằng Đức Phật ngày dạy rằng có 16 cái pháp, 16 cái pháp mà làm cho cái nội tâm bất ổn, nội tâm bất ổn. Thì ở đó là nghĩ lại thân khẩu ý của mình là không thanh tịnh, giới hạnh của mình không thanh tịnh, hoặc một điều gì đó mình làm lỗi lầm, cho nên là mình không thanh tịnh ở nội tâm. Và khi mà không thanh tịnh nội tâm thì cái tâm mình cũng khó định tĩnh lắm. Cho nên là đối diện trước cái cảnh mà rừng núi hoang vu như vậy đó, thì làm sao không sợ hãi. Còn một người mà có chánh niệm đó, thì cái người đó có chánh niệm tỉnh giác đó, thì cái người đó họ không có sợ hãi, không sợ hãi. Sợ hãi phát sanh ở đâu thì họ có chánh niệm, trong khi đi đứng nằm ngồi đều có chánh niệm thì không có cái sự sợ hãi. Cho nên là ở trong thanh tịnh đạo đó, ngài Bút Thát Cô Xá ngài nói rằng giới là một điều bất hối, giới là hàng rào ngăn chặn những cái tội lỗi lầm của mình do thân khẩu ý mang lại, và giới là tạo nên một cái trạng thái tâm bất hối. Tức là một khi mà ở cái nội thân mình mà không có lỗi lầm bởi lời nói, không có lỗi lầm bởi cái hành động của mình, thì như vậy thì mình đã giúp cho cái nội tâm của mình được an tịnh, không có cái sự hối hận, không có cái sự lo âu, không có cái sự lo sợ, bởi vì mình thấy rằng cái hành vi của mình không có lỗi lầm, cho nên là mình không có sanh ra cái sự hối hận. Và từ đó đó, cái tâm được an tịnh, cái tâm nếu có tập trung được an tịnh. Như vậy thì chúng tôi để ý rằng những cái lúc nào mà mình có được cái thời gian để mà mình thiền tập cho mình á, thiền tập không cần nhiều, chúng tôi nghĩ rằng nửa tiếng hoặc một giờ đồng hồ mà mình có an tịnh được trong khoảng một thời gian, khoảng thời gian khoảng 15-20 phút hoặc 30 phút mà mình có được cái nội tâm mà mình an tịnh, thì thật sự là cái tinh thần của mình rất là sảng khoái, cái tinh thần của mình cảm thấy nó là an lạc, bởi vì nó là một cái trạng thái an tịnh nội tâm. Cho nên là cái bài kinh hôm nay nói về cái sự mà an tịnh nội tâm, hay là nhập tức xuất tức niệm, mà như Thượng Tọa Giác Đẳng nói khi nãy là người ta không có dịch đó, là an ban thủ ý, tức là anapanasati, tức là niệm hơi thở ra vào, có cái sự biết rõ, có một cái sự ghi nhận. Mà trong bản tiếng Hán thì người ta thường nói là an ban thủ ý, là như vậy. Thì ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng cái phương pháp tu tập thiền thì có lẽ là nhiều cái phương pháp, nhưng mà phương pháp mà nó gần gũi với mình nhất, chúng tôi theo bản thân chúng tôi đó, thì cái hơi thở là một cái gì đó rất là gần gũi với đời sống của chúng ta. Và do đó thế thì mình theo dõi hơi thở là cái gì đó giúp cái nội tâm mình được an tịnh nhờ cái sự chánh niệm và tỉnh giác đó. Như vậy thì một lúc nào mà mình được an tịnh là một cái niềm vui cho chính mình rồi. Còn lúc nào mà mình bồn chồn lo âu với cái sự đời, với việc này việc nọ đó, ngay cả bản thân của chúng tôi cũng vậy. Một khi mà mình lo cái việc chùa, lo việc này đó, cái tâm mình không giữ được, thì trạng thái ở nội tâm nó cũng không phải là một cái trạng thái được an tịnh đâu. Như vậy đó thì mình luôn luôn nghĩ rằng mình tạo một cái thiện sự gì đó luôn luôn mang lợi ích cho đời, mang luôn luôn lợi ích cho Phật Pháp, thì mình cứ việc làm việc đó. Còn những lúc nào mà rảnh rỗi thì chúng ta dành cái thời gian cho thật nhiều để mà mình cố gắng, chúng tôi gọi là
thiền tập, tức là mình tập thiền làm sao để trau dồi cái nội tâm. Bởi vì cái vốn liếng mà mình mang theo đó, chúng tôi nói là ngoài cái thiện sự mà mình làm trong đời sống hàng ngày của một cái người tu hành, của một vai trò của một người xuất gia đó, thì bên cạnh đó thì mình nên cố gắng dành cái thời gian thiền tập. Bởi vì những cái giờ phút mà mình yếu đuối nhất, những cái giờ phút mà mình sắp sửa lâm chung á, thì không có cái chỗ nào nương tựa ngoài cái việc thứ nhất á, là ngoài cái việc mà những thiện sự mình làm đời sống hàng ngày, mình được lưu tâm, mình được ghi nhớ, mình được hồi tưởng đến những điều đó quý. Cái thứ hai nữa là mình giữ cái tâm của mình có chánh niệm, không để tán loạn nội tâm. Tức là dù gì đi nữa, tâm mình có sự định trụ. Mà mình muốn có sự định trụ như vậy đó, thì trong đời sống hàng ngày mình tự luyện tập cho mình có chánh niệm tỉnh giác trong lúc đi đứng nằm ngồi, đặc biệt là cái hơi thở. Chúng tôi nghĩ rằng mình nằm xuống mình cũng được ghi nhận hơi thở, mình đi đứng nằm ngồi mình cũng có thể ghi nhận được cái hơi thở của mình. Thì trong mọi trường hợp mình có được cái sự ghi nhận như vậy, thì chúng tôi nghĩ rằng lâu ngày chày tháng thì mình sẽ được có một cái sự an tịnh. Đặc biệt là khi mà mình lâm chung, mình được cái sự an tịnh nội tâm, tâm mình không bị tán loạn, thì có lẽ là mình cũng sanh cảnh giới an lành nếu mình chưa được giải thoát. Còn bằng với cái đời sống mà an tịnh đó, mình lâm chung, thì cái nhân duyên lành đó nó cũng đưa dắt dẫn mình kiếp mai sau mình sẽ gặp được Phật Pháp, rồi mình tiếp tục tu tập nữa để mình đến khi nào được cái sự giải thoát. Mà muốn được như vậy đó thì phải có cái sự quân tập. Và giống như là các cái công đức tu tập của mình, các cái phước đức mà mình có trao dồi, chúng tôi nghĩ rằng để trở thành một bậc giác ngộ, ngay cả những cái bậc thinh văn, đệ tử của Đức Phật, thì mình cũng phải trải qua các cái công sự, các cái thiện sự, các cái công đức tu tập, các cái pháp độ ba la mật được đầy đủ viên mãn, thì mình mới có thể là giác ngộ giải thoát được. Mà trước mắt á, thì chúng tôi nghĩ rằng mình làm gì làm, mình tu gì tu, giống như là cái điều mà chúng tôi nhớ đó là có vị nói là mình tu gì tu, nhưng mà lúc mình lâm chung mình cho sạch một chút, thì ý muốn nói cho sạch chút á, có nghĩa là mình có chánh niệm, chết tỉnh táo, rồi mạng chung nó được tỉnh táo một chút, chứ không phải rồi chết giật giờ giật dưỡng, rồi hoặc là chết đau chết đớn, chết thảm khốc, hay là chết cách này cách nọ, thì ai cũng phải đến lần chết. Nhưng mà rồi đó là mình chết sạch chút, là chết có chánh niệm, đừng có tán loạn, thì cái đó là điều mà chúng tôi nghĩ rằng mình cố gắng mình tập được thì sẽ là tốt cho mình. Thì chúng tôi nói đó là giống như có hai việc khi mà mình mệnh chung. Một là mình nhớ đến thiện sự trong đời sống hàng ngày, mình đã tu tập, mình đã tạo cái thiện sự. Cái thứ hai nữa là nếu để có ghi nhận thì mình nên chánh niệm tỉnh giác trong mỗi cái đặc niệm của mình. Thì đến lúc mà hơi thở nó dần yếu dần đi rồi, để chúng ta trút hơi thở cuối cùng thì không có gì đi nữa, thì cái tâm của mình vẫn có cái sự định trụ, là do cái sự quân tập của mình. Mà muốn được điều gì đó thì chúng tôi nghĩ rằng mình phải tập cho mình thôi. Chúng tôi nghĩ rằng mình quên á, có khi mình quên cái gì. Dạ. Mình quên lúc nào thì mình lại đặt niệm lúc đó. Lúc quên đó là mình bị thất niệm rồi đó. Dạ, mình quên theo dõi cái hơi thở của mình là mình bị thất niệm. Rồi lại giữ cái tâm của mình lại nữa, tức là mình có một cái sự trú tâm cái nữa, thì mình mới có thể là làm tới làm lui, mình mới có thể định tâm được. Thì để tiếp theo lời của Thượng Tọa Giác Đẳng, thì chúng tôi xin được nói vài lời như vậy. Do nãy giờ thì cũng đã
thấy cũng đã hết giờ rồi, cho nên là chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Thì chắc có lẽ là tôi cũng xin kết thúc luôn cái buổi học hôm nay. Trước khi dứt lời thì kính đảnh lễ tạm biệt chư tôn đức, chào đại chúng trong room. Bây giờ thì quý vị MC lên mở kinh hồi hướng tri ân chư tôn đức hồi hướng để hoàn mạng cái lớp học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Thầy, con Nhật Huỳnh đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng mi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tắt thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ớt, sư huân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả quý vị đã cho Nhật Quỳnh biết được hiểu.